Đây là tiệm kem tốt nhất của thành phố động vật. Nhìn đống quả hạnh này với quả anh đào tinh tế này, bạn có thể đoán được mùi vị của nó có vẻ không tồi. Con cáo này chỉ muốn mua cho con của nó một que kem nhân ngày sinh nhật. Nó đã khổ sở cầu xin người bán hàng bán cho nó. Ai lại nhẫn tâm phá vỡ ước mơ nhỏ bé của đứa trẻ, đúng không? Nhưng con voi vẫn nhất quyết từ chối phục vụ nó. Tôi cũng không muốn ở đây gây khó dễ cho anh. Tôi chỉ muốn mua một cây kem lớn cho con trai của tôi. Cảnh sát Thỏ lúc này nhìn thấy món quà sinh nhật của đứa bé đáng yêu bị từ chối. Cô đã quyết định giúp con hồ ly mua cây kem đó, giúp đứa bé thực hiện nguyện vọng. Tên của nó là Yuri, là cảnh sát của thành phố động vật. Cô từ nhỏ đã muốn trở thành một cảnh sát. Bất luận người bạn nhỏ nào bị bắt nạt, cô đều là người đầu tiên bước lên trước giúp đỡ. Ngay cả khi đối thủ là một con cáo to lớn, vì muốn được làm cảnh sát, cô đã mặc kệ sự phản đối của bố mẹ, kiên quyết thi vào trường cảnh sát. Mặc dù cô rất yếu ớt, cho dù là leo xà hay là nhảy cao, đánh quyền hay là leo cây, cô đều là người xếp hạng cuối. Ngay cả khi đi vệ sinh cô cũng bị ngã xuống bồn. Nhưng mà Yuri không phục, cô mỗi ngày đều luyện tập. Ông trời không phụ người có lòng, cô nhờ có thành tích đứng đầu trường mà thành công được làm cảnh sát của thành phố, thủ khoa của trường, cảnh sát Thỏ đầu tiên của thành phố. Yuri Haas, cô cuối cùng cũng đến được thành phố động vật trong mơ của mình. Chỗ này có 12 hệ sinh thái độc lập, tất cả động vật đều sinh sống ở đây, nơi thuộc về bọn họ. Yuri đến phòng trọ, cái giường rung lắc, hàng xóm điên cuồng, mình thích. Sáng sớm hôm sau, cô đã ăn mặc chỉnh tề đến đồn cảnh sát. Tiếp đón cô là một con báo thích ăn đồ ngọt. Khi cô vào tới văn phòng, thì cô mới phát hiện đồng nghiệp đều là những người thân hình to lớn khỏe mạnh, chỉ có mình cô là nhỏ con nhất. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của cô đối với công việc. Sau đó cục trưởng Châu thông báo thành phố gần đây có 14 người mất tích, tất cả đều là động vật ăn thịt, từ nhỏ như rái cá đến to lớn như gấu Bắc Cực. Nhiệm vụ bây giờ là nhanh chóng giải quyết vụ án. Yuri vô cùng mong đợi cục trưởng Châu sẽ phân cho cô một vụ án để cô thử thách bản thân. Nhưng kết quả đợi được lại là đi giám sát giao thông. Cảnh sát Yuri, giám sát giao thông, giải tán. Bản thân tốt nghiệp là người đứng đầu trường. Yuri muốn cục trưởng Châu sắp xếp cho một vụ án có sự thử thách. Nhưng nhiệm vụ mà cục trưởng Châu giao cho cô lại là đi dán 100 tờ giấy phạt. Ngày đầu tiên đi làm dán 100 tờ giấy phạt chắc không khó đâu. 100 tờ giấy phạt, quá coi thường mình rồi. Trước giờ chưa, mình có thể dán 200 tờ giấy phạt. Nói làm là làm, cảnh sát Yuri bắt đầu làm việc. Cô dựa vào cơ thể linh hoạt của mình, cùng với sự nhiệt tình với công việc, quả nhiên trước giờ chưa cô đã dán được 200 tờ giấy phạt. Ra, trước giờ chưa dán được 200 tờ giấy phạt. -201, chính vào lúc này, Yuri đột nhiên nhìn thấy một con cáo giảo hoạt, nó đi vào cửa hàng đồ ngọt. Giác quan thứ 6 nói với cô, nhất định phải làm gì đó. Khi cô mở cửa bước vào tiệm đồ ngọt, thì nhìn thấy con cáo đang muốn mua một cây kem cho con của mình. Tôi chỉ muốn mua một cây kem lớn cho đứa bé của tôi. Nhưng con voi vì nó là cáo nên không muốn bán cho nó. Điều này đã khơi dậy lòng chính nghĩa của Yuri. Cô quyết định giúp con cáo hoàn thành ước nguyện sinh nhật. Tôi có một vấn đề muốn hỏi. Khách của anh có để ý việc bánh và kem của họ đang ăn dính nước mũi không? Cô đang nói linh tinh gì đấy? Tôi không muốn gây phiền phức cho ông, nhưng mà không đem khẩu trang khi làm kem đã vi phạm điều 3 mục an toàn thực phẩm. Đây không phải là chuyện nhỏ. Tất nhiên tôi cũng chỉ đưa cho ông một tờ cảnh cáo, nhưng các ông phải đeo khẩu trang, đồng thời bán cho cha con bọn họ một cây kem. Muốn cái nào? Loại to nhất. Cảm ơn. Nhưng lúc này con cáo lại phát hiện mình không đem theo tiền. Trời ạ, tôi quên mang theo ví tiền rồi. Bảo bối xin lỗi con, đây có lẽ là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của con rồi. Yuri không nhẫn tâm, cô tự lấy tiền của mình để giúp con cáo mua một cây kem lớn. Nhưng khi Yuri hoàn thành công việc trở về nhà, cô lại thấy con cáo đang làm tan chảy kem. Yuri hiếu kỳ liền đi theo. Bọn họ vậy mà lại đang làm kem trên tuyết. Khiến người khác tức giận hơn là con cáo lại mang những cây kem nhỏ đó đi bán cho chuột hamster. Bạn nhất định là chưa nhìn thấy một con cáo thông minh như thế này. Nó làm tan chảy một cây kem lớn, sau đó làm thành hàng trăm cây kem nhỏ khác. Nó đẩy chiếc xe kem đi bán cho mấy con chuột hamster đang tan làm. Tiếp theo đó nó lại thu lại que kem, rồi bán cho mấy con chuột. Vỗ dao tới rồi. Sao nó lại có màu này? Màu á? Đây là vỗ hồng đó. Lúc này, cảnh sát Thỏ tìm đến chỗ nó. Tôi giúp anh như thế, anh lại đi lừa tôi. Tên lừa đảo này. Thì ra ngay cả cây kem lớn cũng là do nó giả vờ không mang tiền để con Thỏ mua cho nó. Đúng là một tên mưu mô.
Yuji cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm, cô liền đuổi theo Nick. Tôi sẽ bắt anh. Thế à? Khi Yuji lấy việc kinh doanh bất hợp pháp, cùng với việc giả làm người bán gỗ của anh, để bắt Nick, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Nhưng Yuji không muốn bỏ qua. Cho con cáo giả hoạt Nick, Nick không thèm để ý đến Yuji. Nó kể một câu chuyện. Trước đây có một cô gái nông thôn đơn thuần có lý tưởng. Có một hôm cô bé đó muốn chuyển vào thành phố động vật. Ở đó động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ rất hòa hợp, còn có thể cùng nhau hát bài ca lý tưởng. Không ngờ đầu tiên, thật ra mọi người không có chung sống hòa thuận như vậy. Ước mơ trở thành cảnh sát của cô ở thành phố lớn cũng toang lần hai. Cô ấy chỉ có thể đi viết giấy phạt. Không ngờ thứ ba là không có bất kỳ ai để tâm tới ước mơ của cô. Không qua bao lâu giấc mơ vỡ vụn, tâm trạng với cuộc sống đều rơi vào bế tắc. Sau đó nó biến thành chú thỏ hoang dưới gầm cầu. Nó không thể không ôm cái nuôi đầy lông dễ thương của mình quay trở về nhà, rồi trở thành, cô là người đến từ thị trấn hang thỏ đúng không? Trở thành một cô nông dân trồng cà rốt. Nghe quen không? Câu chuyện này vậy mà lại giống hệt với những gì cô trải qua. Cô không dám chấp nhận câu chuyện này, cũng không cho phép Nick nói về tương lai của mình như vậy. Cô cho rằng Nick chả có bản lĩnh gì cả. Hắn chỉ là một tên lừa đảo, chuyên tranh giành những lợi ích bất lương. Nói tóm lại là như này, mỗi một con vật tới đây đều nghĩ bản thân có thể thay ra đổi thịt. Nhưng thật ra là không thể, cô chỉ có thể là chính cô. Con cáo giả hoạt, con thỏ ngu ngốc, về tới nhà Yuji nhìn đôi chân đầy bùn đất của mình. Cô mở nhạc lên muốn giải tỏa tâm trạng của bản thân. Sau đó lấy ra hộp cơm tiện lợi của thành phố. Lúc này bố mẹ cô cũng gọi điện tới. Yuji giả vờ chấn định nói với bố mẹ là cô sống rất tốt. Khi bố mẹ nhìn thấy quần áo của Yuji thì phát hiện đó là quần áo của cảnh sát giao thông. Trời ơi Yuji, con là cảnh sát giao thông à? Không phải, chỉ là nhiệm vụ ban đầu thôi. Đây là công việc an toàn nhất rồi. Nó không phải cảnh sát thật sự. Lời cầu nguyện của chúng ta linh nghiệm rồi. Tạ ơn trời đất. Trong mắt của bố mẹ làm việc gì đều không quan trọng. Bọn họ chỉ hy vọng con của mình được an toàn. Tắt điện thoại Yuji chỉ có thể tự cổ vũ bản thân. Hôm sau, cô tiếp tục một mình đi dán giấy phạt. Tôi mới độ quá có 30 giây. Cô đúng là một anh hùng trong công việc đó cô bé. Mẹ cháu nói hy vọng cô chết quách đi. Ây con thỏ chết tiệt. Lương của cô là từ tiền thuế của tôi đó. Lúc này sự nhiệt tình của Yuji đối với công việc đã biến mất từ lúc nào. Cô một lần nữa nói với bản thân mình là một cảnh sát. Lúc này đột nhiên có một người báo án với cô, nói cửa tiệm của mình bị cướp rồi. Yuji cuối cùng cũng được làm cảnh sát thực thụ. Cô chạy về hướng của con chồn. Bọn họ chạy tới nơi ở của động vật gặp nhấm. Động vật ở đây đều quá bé, cô chỉ có thể cẩn thận từng chút một. Cô sợ bản thân sẽ làm những động vật ở đây bị thương. Con chồn đột nhiên đẩy chiếc bánh ngọt về phía Yuji. Yuji lập tức tránh được. Khi chiếc bánh sắp đè bẹp một người thì may mắn là Yuji đã kịp giữ nó lại. Cô cuối cùng cũng bắt được tên tội phạm đầu tiên trong đời. Khi cô đưa tên tội phạm về đồn cảnh sát, cục trưởng Châu lại gọi Yuji đến văn phòng. Cô bị sa thải. Cái gì? Nick White, anh đã bị bắt. Lý do là do tôi làm tổn thương lòng tự trọng của cô à? Vì tội trốn thuế nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên Nick bị bắt dưới tay một cảnh sát nhỏ. Chính vào lúc nãy có một con gái ca đến báo án. Nó nói chồng mình đã mất tích. Bà ấy chạy quá nhanh tôi không thể đuổi theo. Tôi phải đi nghỉ ngơi một lát. Cho dù cục trưởng Châu vẫn đang giúp bà đi tìm chồng. Thưa bà, chúng tôi đang cố gắng hết sức. Tôi xin ông đấy, nhất định là có người có thể giúp tôi tìm ông ấy. Bà Atherton, tôi sẽ tìm ra ông ấy. Yuji lương thiện đã không do dự mà nhận vụ án này. Đối với Yuji tự ý ra quyết định, cô bị đuổi việc. Cái gì? Tại sao? Tại cái lệnh cấp trên. Khi cục trưởng Châu mở cửa để đuổi Yuji thì lại thấy phó thị trưởng đang an ủi giái cá phu nhân, còn đề nghị Yuji giải quyết vụ án này. Cục trưởng Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể cho Yuji thời hạn 2 ngày. Nếu trong 2 ngày mà cô không phá được án thì chỉ có thể tự từ chức. Khi Yuji lấy được tư liệu về vụ án thì tư liệu chỉ có một bức ảnh. Cô lấy cái chai nhìn vào nơi mà chú giái cá xuất hiện lần gần đây nhất. Trên tay giái cá còn đang cầm một cây kem. Yuji lập tức tìm đến Nick, hy vọng Nick có thể cùng cô đi tìm chú giái cá đó. Ê cô nhóc, cô làm con của tôi thúc bây giờ, tôi còn phải làm việc, vụ án quan trọng hơn mà. Anh có thể kiếm số tiền ít ỏi đó muộn một chút mà. Tôi có thể kiếm 200 đô mỗi ngày đó cô thỏ bé nhỏ. Tôi từ khi 12 tuổi đã bắt đầu mỗi năm 365 ngày. Thời gian chính là vàng. Mau tránh ra nào. Tôi xin anh đấy nhìn bức ảnh này, thấy Nick không phối hợp. Yuji chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Cô đã ghi lại những lời Nick nói vừa nãy. Tôi mỗi ngày có thể kiếm được 200 đô đó cô bé. Tôi từ năm 12 tuổi đã bắt đầu mỗi năm 356 ngày. Thật ra thì anh đã nhận tội rồi. Nếu như Nick không phối hợp thì anh sẽ phải đối mặt với hình phạt trốn thuế. Nick không còn cách nào khác, chỉ có thể phối hợp với Yuji. Lần theo manh mối mà Nick đưa, bọn họ đến tiệm dưỡng thân. Động vật ở đây đều thích dưỡng sinh. Nhân viên phục vụ nói với Yuji biển số xe.
Thế là bọn họ đến tổng cục đường bộ để tra biển số xe. Khi bọn họ đến phòng tiếp khách mới phát hiện nhân viên ở đây đều là những con người. Nick tìm đến người quen của mình để hỏi tung tích chiếc xe mà chú rái cá đó đã đi. Ngay khi chú lười sắp hoàn thành công việc nhập liệu thì Nick lại kể cho nó một câu chuyện cười. Hey, Flash, anh có muốn nghe chuyện cười không? Không, được thôi. Đố anh tại sao Lạc Đà lại có 3 cái đứa? Tôi không biết. Lạc Đà tại sao lại có 3 cái bướu? 3 cái bướu. Bởi vì nó mang thai rồi. Ha ha ha, thật buồn cười. Chúng ta có thể tiếp tục công việc không? No, đừng. Oh no. Chuyện gì? Flash vui vẻ mà kể lại câu chuyện cho đồng nghiệp. Khi bọn họ lấy được ghi chép di chuyển của chiếc xe thì đã sắp đến đêm rồi. Bọn họ đến bãi đỗ xe mà chú rái cá đã đỗ, nhưng lúc này cánh cửa đã bị khóa. Bọn họ chỉ có thể trèo vào đó để tìm manh mối. Khi bọn họ tìm được chiếc xe của chú rái cá thì Nick vô tình phát hiện chiếc cốc của đại ca xã hội đen. Anh muốn kéo Juji đi. Khi anh vừa mở cửa xe ra thì phát hiện có 2 con gấu Bắc Cực đã đứng ở cửa đợi hai bọn họ. Hai bọn họ bị gấu Bắc Cực đưa lên xe. Thì ra trước kia Nick bán cho ông ta một cái thảm lông dê, nhưng thực chất nó là lông của chuồn hôi. Vị đại ca đó rất bất mãn với Nick. Bọn họ bị đưa đến biệt thự của lão đại. Đừng nói nữa. Một đám gấu Bắc Cực đang lặng lẽ bảo vệ bàn tiệc. Hôm nay là ngày cô con gái của đại ca xã hội đen kết hôn. Đến cả cảnh sát thỏ Juji cũng đến dự tiệc. Thì ra Juji và Nick vì để điều tra vụ án mất tích của chú rái cá, bọn họ đã lần theo manh mối và tìm đến xe của đại ca xã hội đen. Không may là bọn họ đã bị đại ca xã hội đen bắt. Chính vào lúc cận kề cái chết thì con gái của đại ca đến. Cô phát hiện ra Juji chính là vị cảnh sát đã cứu cô hôm qua. Vì để cảm ơn, lão đại đã mời Juji và Nick ở lại dự tiệc kết hôn của con gái. Lão đại nói với Juji, con rái cá mất tích là người làm vườn của ông. Trên đường đến nhà lão đại thì đột nhiên phát điên. Nó còn công kích tài xế, sau đó phá vỡ kính rời đi. Giờ thì biến mất không thấy tăm hơi. Lão đại bảo Juji đi tìm tài xế để hỏi cho rõ. Cũng có thể tài xế sẽ có một vài manh mối. Juji tìm đến chỗ tài xế. Vừa mới định vào nhà để tìm hiểu tình hình thì tài xế đột nhiên lại phát điên, tấn công bọn họ. Mau chạy, vì trời mưa khiến cây cầu rất trơn. Juji suýt chút nữa là rơi xuống núi. Nhìn thấy con báo đốm chuẩn bị vồ lấy Nick, Juji đã kịp thời trói con báo lại. Anh quá kích động rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ dành cho anh một chút không gian. Juji nắm lấy tay Nick mà đu xuống. Tôi buông tay đấy. Cái gì? Lúc này cục trưởng Châu cũng kịp thời tới ứng cứu. Juji đưa cục trưởng đi tìm con báo đốm. Nhưng khi cô đến cây cầu thì con báo đã mất tích. Sao có thể? Nó vừa nãy còn ở đây mà. Con báo hung ác. Cục trưởng, lúc nãy tôi trói nó ở đây, nó suýt chút nữa đã giết chết tôi. Có lẽ dưới con mắt của loài thỏ, tất cả các loài động vật ăn thịt đều tàn bạo. Chúng ta đi. Cục trưởng đợi đã, không phải chỉ có mỗi tôi là nhân chứng. Nick, cô nghĩ tôi sẽ tin lời một con cáo sao? Vào lúc cục trưởng định sa thải Juji, dừng tay. Cậu vừa nói cái gì? Xin lỗi, tôi nói là dừng tay. Cô ấy không nên đưa huy hiệu cảnh sát cho ông. Ông xem ông đưa cho cô ấy cái gì nào? Một cái áo xấu xí và một chiếc xe ba bánh hài hước. Bảo cô ấy trong 2 ngày phải giải quyết vụ án mà đến các ông còn không giải quyết được. Chả trách cô ấy phải đi tìm một con cáo để nhờ giúp đỡ. Các ông không giúp cô ấy, đúng không? Nói ngắn gọn hơn là ông cho cô ấy 48 tiếng, cho nên cẩn thận mà tính thì chúng tôi vẫn còn 10 tiếng để tìm ông Atherton. Đó chính là việc tiếp theo mà chúng tôi phải làm. Cho nên xin ông phối hợp, chúng tôi có một manh mối lớn cần phải bám theo và một vụ án lớn cần phá. Thời khắc then chốt, con cáo không đáng tin cậy nhất này lại làm ra chuyện khiến người khác tin tưởng. Lúc này Nick đã chấp nhận Juji. Thì ra lúc nhỏ, Nick ước mơ được tham gia vào đội bảo vệ rừng nhi đồng. Mẹ của cậu đã tích tiền từ rất lâu mới có thể mua cho cậu một bộ đồng phục mới, vì cậu là động vật ăn thịt duy nhất. Trong lúc đọc lời tuyên thệ, cậu bị các bạn đeo dọa vào miệng. Nick nhỏ bé đau lòng chạy khỏi đó. Chỉ vì cậu là động vật ăn thịt cho nên mới không được mọi người đón nhận. Từ đó trở đi, cậu đã học được 2 điều. Đầu tiên, cậu tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Điều thứ hai, nếu mọi người đều cho rằng cáo là loài giảo hoạt, không đáng để tin cậy, vậy thì cậu sẽ trở thành con cáo giảo hoạt như ý mọi người. Chính vào lúc này, Nick đột nhiên nghĩ ra, nếu như kiểm tra camera giao thông thì bọn họ sẽ có thể tìm ra con báo đốm đó rồi. Juji và Nick đã đi tìm phó thị trưởng nhờ giúp đỡ.
Dưới sự giúp sức của phó thị trưởng, bọn họ quả nhiên tìm được video của con báo đốm. Thông qua video, bọn họ thấy hai con sói đã mang con báo đốm đi. Tôi cược với cô Nam Su nhất định có một con chuẩn bị hú. Tôi không hiểu bọn nó tại sao nhất định phải hú chứ. Bọn chúng giống như là hú, những kẻ hú đêm. Juji và Nick tìm đến trung tâm chữa trị mỏm vực. Vào lúc một con sói ngửi ra mùi của Nick, lúc sắp bị phát hiện. Im ngay, Gary, mày sẽ khiến cho cả đám hú theo bây giờ. Không phải tao khơi mào mà. Im ngay Gary, mày sẽ khiến cho cả đàn hú theo bây giờ. Không phải do tao khơi mào mà. Chính vào lúc nãy, Juji và Nick điều tra được những người gần đây mất tích thì ra đều bị đám sói bắt đi. Thế là bọn họ đã nhân lúc trời tối mà chạy đến hang ổ của bọn chúng, chuẩn bị cứu những người mất tích. Nhưng bọn họ vừa mới đến cổng thì suýt nữa đã bị con sói phát hiện. May sao Juji đã kịp thời hú lên. Im miệng Gary, mày khiến cả đám hú theo bây giờ. Không phải do tao mà. Những con sói mất kiểm soát mà bắt đầu hú. Bọn họ vội vàng chui xuống cống mà lèn vào viện nghiên cứu. Bọn họ cẩn thận mở cửa ra, phát hiện chỗ này có rất nhiều thiết bị trị liệu. Lúc Nick phát hiện ở dưới đất có rất nhiều vết cào thì đột nhiên có một con hổ nhảy về phía anh. Cũng may đã có cửa kính ngăn lại. Juji và Nick phát hiện con báo tài xế bị phát điên cũng ở đây. Còn có chồng của bà giái cá, ông Atherton. Ông Atherton, tôi là cảnh sát thành phố Juji. Vợ của ông nhờ tôi tìm ông. Ông đi cùng chúng tôi đi. Bỏ đi, tôi thấy ông ý có vẻ chưa muốn về nhà lắm. Rất rõ ràng những động vật này đều đã trở về bản chất nguyên thủy. Để ý một chút thì họ đều là động vật ăn thịt. Họ đều từng là những công dân hiền lành. Bây giờ lại lộ ra bản tính hung dữ tàn bạo. Juji quan sát thì thấy viện nghiên cứu này đang nhốt 14 con động vật. Mà vài ngày trước cục trưởng Châu nói có 14 vụ mất tính, số lượng vừa khớp. Cục trưởng nói có 14 vụ mất tích, bọn họ đều ở đây. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Juji và Nick lập tức trốn đi. Mà người tiến vào lại là thị trưởng và viện trưởng. Juji lập tức lấy điện thoại ra quay lại. Sao bây giờ bà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân? Lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận lại được câu tôi đang cố gắng. Thị trưởng, chúng ta cũng nên suy nghĩ đến đặc tính sinh học của động vật. Bà nói gì? Đặc tính sinh học của động vật. Tất cả động vật phát điên đều là động vật ăn thịt. Chuyện này không thể che giấu được. Chúng ta nên công bố cho mọi người. Chủ ý hay đấy. Công bố cho mọi người. Thế thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về thị trưởng là tôi đây? Trong mắt mọi người tôi chính là một con sư tử. Điều đó sẽ hủy hoại tôi. Nếu như chuyện này được công bố, sẽ khiến toàn thành phố trở lên hỗn loạn. Bọn họ quyết định tiếp tục giấu chuyện này đi. Chính vào lúc đó, điện thoại của Juji đột nhiên kêu lên. Không không không, ai đang ở đó? Thị trưởng ông mau đi đi. Một đám sói xông vào căn phòng, chuẩn bị bắt bọn họ đi. Nhưng đến cọng lông cũng không thấy. Juji và Nick thoát được ra liền lập tức báo cảnh sát. Juji vừa gọi điện tới nói cô ấy đã tìm được tất cả người mất tích. Wow, cục trưởng Châu trong đêm đưa người đến bắt thị trưởng và phong tỏa viện nghiên cứu. Tôi chỉ đang bảo vệ thành phố. Ông chỉ đang bảo vệ vị trí của bản thân. Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết được nguyên nhân thật sự của vụ việc. Điều này có thể hủy hoại cả thành phố. Hôm sau tin tức được công bố, bọn họ cảm ơn anh hùng của thành phố Juji. Juji cũng hy vọng Nick có thể trở thành cộng sự của mình. Đây là việc mà Nick trong mơ cũng muốn. Mà lúc này cục trưởng cho mời Juji lên bục phát biểu. Cho nên chỉ có động vật ăn thịt mới bị hoang dã hóa. Đúng là như vậy, không sai. Có thể có một chút liên quan đến đặc tính sinh học của động vật. Bài phát biểu của Juji khiến Nick rất kinh ngạc. Bởi vì anh cũng là động vật ăn thịt. Anh nhớ lại bản thân lúc nhỏ bị các bạn bắt đeo dọ. Lúc này các phóng viên cũng trở lên hoảng loạn. Nhìn thấy sự việc đang dần trở lên nghiêm trọng, phó thị trưởng liền dừng cuộc phỏng vấn lại. Khi Juji xuống bục đến gặp Nick, động vật ăn thịt vì một vài lý do nào đó mà trở lại trạng thái hoang dã man dợ. Cô nói thật đấy à? Tôi chỉ trần thuật lại vụ án thôi mà. Anh từ trước tới nay chưa nhìn thấy thỏ hóa man dợ đúng không? Phải, nhưng cáo thì có đó. Anh đừng nói như vậy, anh không giống bọn họ. À, tôi thì không giống. Ý của tôi là anh không phải loại thú săn mồi đó. Vậy tôi phải đeo dọ mõm sao? Tại sao lúc gặp tôi cô phải mang theo bình xịt bảo vệ? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi đã chú ý đến nó rồi. Được thôi, tôi hỏi cô một vài câu. Cô có sợ tôi không? Cô có nghĩ tôi sẽ phát điên không? Cô có nghĩ tôi sẽ hóa hoang dã không? Cô cảm thấy tôi sẽ ăn thịt cô không? Con thuyền tình bạn nói lật là lật. Nick sẽ không bao giờ tin vào tình bạn giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ.
Nick đã gỡ xuống tấm huy hiệu cảnh sát mà anh tự hào. Nick, cảnh sát Juji, được rồi, qua đây ôm cái nào. Nào, lau nước mắt đi, cô quá đa cảm rồi. Đây là cảnh cảm động nhất của thành phố động vật. Juji tìm bạn của mình để xin lỗi. Cô khóc một trận nước mắt nước mũi tèm lem. Thì ra Nick đã giúp Juji phá một vụ án lớn nhất của thành phố. Nhưng những động vật bị hóa man dợ đều là động vật ăn thịt. Điều này đã khiến thành phố động vật trở lên náo loạn. Nick cũng thất vọng mà rời bỏ Juji. Phó thị trưởng muốn Juji là đại diện cho cảnh sát, nhưng Juji đã từ chối. Cục trưởng tôi nghĩ là một cảnh sát tốt thì nên phục vụ và bảo vệ thành phố này, chứ không phải chia cắt nó. Tôi không xứng đáng với cái này. Juji từ chức ở sở cảnh sát. Cô trở về nhà làm một cô nông dân. Cô nhìn thấy người bạn lúc nhỏ, đó là một con cáo hay bắt nạt cô. Con cáo đó vậy mà lại trở thành đối tác tốt của bố mẹ cô. Gideon Gray, không sai, chính là cậu ấy. Chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Đều là nhờ con, chúng ta mới có thể buông bỏ định kiến và hợp tác với nhau. Nói đúng lắm, Gray giờ đã trở thành đầu bếp nướng bánh hàng đầu ở vùng Ba Hang. Không chỉ như vậy, Gray còn tặng cho nhà Juji một ít bánh để cho họ nếm thử. Chính vào lúc đó, mấy đứa kia, đừng nhắm vào lúng hoa Holly Kitties đó. Dừng dừng dừng, cái loại hoa đó giờ giá cao lắm. Nhà cháu gọi nó là hoa kẻ hú đêm. Zip nói đám hoa đó có thể ngăn ngừa sâu bọ vào phá nhà. Không thể để lũ nhỏ lại gần nó, tránh tụi nó lại giống bác Terry của con. Đúng thế, lúc còn nhỏ Terry đã ăn nguyên một luống. Kết quả là bác ấy đã hóa điên. Mẹ con bị bác ấy cắn cho khiếp vía, lẽ nào thỏ cũng có thể hóa man dợ. Man dợ, không đến mức đó đâu. Nhưng mà vết cắn đó thực sự rất đau. Chả thế à, bác ấy dùng lực như vậy, không gọi là man dợ thì gọi là gì? Nghe thấy điều này, Juji đột nhiên hiểu ra. Thì ra tất cả động vật bị man dợ hóa không phải do bản chất của động vật, mà là do bông hoa kẻ hú đêm này. Cô lập tức lái xe về thành phố, tìm người cộng sự của mình Nick. Mà lúc này, Nick thất nghiệp chỉ có thể ngồi dưới cầu phơi nắng. Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi không trách anh. Tôi cũng không tha thứ cho bản thân mình. Anh có hận tôi như thế nào cũng được, bởi vì tôi là đứa bạn tồi, tôi đã làm tổn thương anh. Anh có thể quay đầu bỏ đi. Anh mắng tôi đánh tôi thế nào cũng được. Tôi thật sự là một con thỏ ngu ngốc. Đừng lo lắng Juji, tôi cho cô 48 tiếng. Xem biểu hiện của cô đó. Được rồi, ôm cái nào. Được rồi, lau nước mắt đi, đừng mít ướt thế. Thế chứ, hít thở sâu nào. Đối mặt với lời xin lỗi của Juji, Nick đã tha thứ cho cô. Bởi vì anh cũng muốn thành phố động vật trở lên tốt hơn. Bọn họ tìm đến con chồn đã từng trộm củ hoa kẻ hú đêm lần trước. Nhưng con chồn giả hoạt lại từ chối phối hợp với Juji. Juji chỉ có thể giao hắn cho lão đại xử lý. Quả nhiên, dưới sự đe dọa của lão đại, con chồn đã nói hết những gì mình biết cho Juji. Juji và Nick lần theo manh mối đến phòng thí nghiệm xe lửa của một con dê. Đúng, tôi là Đắc đây. Mục tiêu là ai? Gepa ở quảng trường Sahara. Tôi biết rồi. Cái gì, nó có nhanh thì cũng không chạy thoát khỏi súng của tôi đâu. Tôi đã từng bắn trúng một con rái cá qua ô cửa mở của xe đang chạy đấy. Thì ra, tất cả đều là do con dê này. Tất cả động vật ăn thịt đều tại vì hoa kẻ hú đêm của hắn mà trở nên man dợ. Juji nhân lúc chúng không để ý, đá con dê xuống xe lửa. Bọn họ lái phòng thí nghiệm đến đồn cảnh sát. Bởi vì sự gây rối của con dê, phòng thí nghiệm đã bị phá tan tành. May mắn là Nick đã kịp thời lấy được chứng cứ. Anh đáng ghét thật đấy. Nhanh đến đồn cảnh sát nào. Trong lúc bọn họ đưa chứng cứ đến đồn cảnh sát, thì phó thị trưởng Jay đã gọi bọn họ lại. Bà ta hy vọng Juji có thể giao chứng cứ cho mình. Nhưng lúc này Juji đã không còn ngốc như trước kia. Bọn họ đã phát hiện quỷ kế của bà ta, bắt bọn chúng lại. Trong lúc bọn họ tháo chạy, không cẩn thận bị rơi vào một cái hố. Bà ta bắn vào người Nick một viên kẻ hú đêm. Bà ta muốn Nick giết chết Juji. Trời ạ! Nghĩ mà xem, ngày mai sẽ có tin tức cảnh sát anh hùng bị một con cáo man dợ giết chết. Cho nên bà đã khiến thành phố trở lên hỗn loạn, còn mình thì lên nắm quyền. Cũng gần đúng rồi đấy. Đừng mộng tưởng nữa, sao lại gọi là mộng tưởng chứ? Vậy ta sẽ bắn mỗi con dã thu ở thành phố một phát, thì ta cũng không thấy phiền.
tạm biệt thỏ con. Máu phun. Người tính không bằng trời tính. Nick vậy mà không bị hoa kẻ hú đêm không chế. Thì ra Nick đã đổi viên đạn trong súng thành quả Việt quất. Đồng thời bọn họ cũng lấy được chứng cứ phạm tội của bà ta. Vậy thì ta sẽ bắn cho mỗi con dã thú ở thành phố một phát. Thì ta cũng không thấy phiền. Lúc này cục trưởng Châu cũng đã đem người tới bắt phó thị trưởng. Thành phố động vật quay trở lại dáng vẻ hòa thuận của trước kia. Thị trưởng sư tử cũng quay lại vị trí của mình. Mà người tiền nhiệm sư tử đã phủ nhận mọi dính dáng đến mưu đồ đó. Quả quyết khi đó ông chỉ đang cố gắng bảo vệ thành phố. Lúc này các nhà khoa học cũng đã tìm ra thuốc giải kẻ hú đêm. Những thú săn mồi cũng đã hồi phục lại bình thường. Tất cả mọi thứ ở thành phố động vật đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Bao gồm cả cảnh quan báo hoa yêu đồ ngọt. Nick cũng thành công là một cảnh sát chân chính. Hôm sau cục trưởng tiếp tục phân nhiệm vụ cho bọn họ. Yuji, Nick giám sát giao thông, giải tán. Đùa thôi mà, có tin báo về một tay đua đường phố đang làm náo loạn trung tâm Thảo Nguyên. Tìm hắn và cản hắn lại. Yuji cuối cùng cũng được lái chiếc xe cảnh sát thực thụ. Con thỏ giảo hoạt, con cáo ngu ngốc. Cô biết tôi quý cô mà. Tôi nên biết chuyện này à? Được thôi, coi như là tôi biết đi. Khi bọn họ thành công tìm được chiếc xe gây náo loạn đó, ông có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không? Flash, đua 100m à Nick? Mika...